Câu chuyện bắt đầu vào hôm 12 tháng 8, khi truyền thông trong nước đưa tin hơn 2.300 công nhân lao động công ty Cai Giang tại thành phố Hải Phòng phát hiện tổng giám đốc công ty là ông Hoàng Sang Che cùng 17 nhân viên kỹ thuật người Đài Loan đã biến mất. Trong khi đó, công nhân công ty này vẫn chưa nhận được lương tháng 7, theo lịch thanh toán là vào ngày 10 tháng 8. Đến ngày 20 tháng 8, ban lãnh đạo mới của công ty Cai Giang do bà Jenny Koo điều hành và cam kết trả 50% lương tháng 7 và 10 ngày tháng 8 của người lao động đến ngày 24 tháng 8. 50% còn lại sẽ trả hết trong ngày 31 tháng 8. Không chỉ bị nợ lương, chị H, một công nhân làm ở công ty không muốn nêu tên trả lời qua Facebook Messenger còn cho biết người lao động ở Cai Giang còn bị công ty chiếm đoạt tiền bảo hiểm trong 3 tháng qua. Chị viết, công nhân chúng tôi vẫn đóng bảo hiểm hàng tháng đầy đủ. Nhưng công ty bảo hiểm quận Kiến An nói là công ty mới đóng bảo hiểm cho chúng tôi đến tháng 5. Chúng tôi rất bất ngờ về việc này. Bà Trần Lương, người đại diện bảo hiểm cho doanh nghiệp và giám đốc bảo hiểm quận Kiến An có nói rằng, ai muốn nối bảo hiểm hay những chế độ thai sản thì đóng 100% bảo hiểm thông qua người đại diện bảo hiểm công ty vào những tháng 5, 6, 7 đấy thì sẽ được chốt và thanh toán. Còn ai không muốn thì có thể mang sổ đến chốt hết tháng 4. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng sáng ngày 27 tháng 8 đã có cuộc đối thoại với công nhân để trấn an họ sau khi ban lãnh đạo mới thông báo công nhân nghỉ việc nhưng vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết cụ thể. Trước tình trạng này, đến sáng ngày 28 tháng 8, hơn 2.300 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Cai Giang Việt Nam tại Hải Phòng đã xuống đường biểu tình đòi quyền lợi chính đáng của mình. Chị Hương Phạm, một công nhân may công ty Cai Giang có mặt trong đoàn người biểu tình cho chúng tôi biết. Thứ nhất là tiền số tiền lương còn lại và thứ hai là tiền bảo hiểm của mọi người từ mười mấy năm nay, từ ngày thành lập công ty đến bây giờ. Mà mọi người rất mong muốn là có nguyện vọng mà lấy lại cái số lấy được cái số tiền được mọi người được công ty chốt cho được số tiền bảo hiểm thất nghiệp, tiền bảo hiểm xã hội và các loại bảo tiền do công đoàn nữa, tiền thai sản mà mọi người ốm đau nữa. Trong đó rất là nhiều tiền chứ không phải là ít, mà thậm chí số tiền nó lên được vài chục triệu chứ không phải là vài triệu nữa. Theo lời chị H, khi đoàn công nhân đến công ty thì chủ tịch công đoàn và người đại diện bảo hiểm của công ty vắng mặt. Vì vậy, tất cả hơn 2.000 công nhân đã tự mình đấu tranh cho quyền lợi của mình và cùng nhau đến Ủy ban Nhân dân quận Kiến An yêu cầu cán bộ trả lời và giải thích. Tất cả công nhân chúng tôi rất bình tĩnh, không kích động. Chúng tôi chỉ muốn đòi lại đúng những quyền lợi mà chúng tôi phải được hưởng. Lúc đấy, Chủ tịch quận và Chủ tịch thành phố mới xuống làm việc. Có nói là sẽ họp khẩn cấp và tìm hướng giải quyết. Nói công nhân chúng tôi ngày mai không được đến cổng công ty đấu tranh như thế. Nếu ai còn đến sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Đến 20 giờ tối ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố đã về gặp các ban ngành lãnh đạo công ty Cai Giang, yêu cầu người lao động phải chủ động liên hệ, tìm việc làm mới ở các doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, thành phố Hải Phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo các quyền lợi cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 50% lương còn lại của tháng 7, tháng 8 năm 2019, vào giữa tháng 9 năm 2019. Trong trường hợp công ty không còn kinh phí chi trả, thành phố sẽ nghiên cứu ứng ngân sách thành phố để chi trả lương công nhân và sẽ thu hồi lại của công ty sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản trong trường hợp doanh nghiệp phá sản hoặc chấm dứt hoạt động dự án. Nhiều công nhân bày tỏ sự vui mừng trước hướng giải quyết mới này của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Theo anh Đoàn Huy Chương, nhà hoạt động cho quyền lợi của công nhân, vấn đề doanh nghiệp bỏ trốn không phải là mới ở Việt Nam, mà đã xảy ra từ rất nhiều năm nay. Nguyên nhân được anh cho là do sự quản lý lỏng lẻo của nhà nước và không có sự bảo vệ cho người lao động. Vì vậy, anh đề ra giải pháp. Với cơ chế hội nhập nay, cần phải có một sự minh bạch giữa nhà nước và người lao động. Và theo tôi nghĩ thì nhà nước Việt Nam phải trao cho người lao động một cái quyền nhất định, đó là cái quyền là giám sát cái doanh nghiệp của mình, chứ không để cho cái doanh nghiệp họ lộng hành như vậy. Bởi vì nhà nước Việt Nam họ không có một cái công đoàn độc lập, họ không có cho người lao động họ đứng ra tổ chức một cái tổ chức để tự mình bảo vệ cái quyền lợi của mình, cho nên là cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy.